Đầu gõ tỉnh Tiến xin kính chào tất cả mọi người và các bạn. Thì hôm nay là ngày 22 tháng 12 âm lịch năm 2020. Bây giờ hiện tại đang 11 giờ trưa. Này cơ sở đầu gõ tỉnh Tiến chúng tôi vừa dựng và hoàn thành xong phần mộc chiếc bàn thờ gỗ gõ đỏ chân 22 vuông. Có kích thước chiều dài là 1m97, chiều rộng 107 và chiều cao của chiếc bàn là 1m27. Tất cả được làm theo kích thước số đỏ, số đỗ ban của một anh khách ở trên thành phố Hà Nội đặt bên cơ sở đầu gõ tỉnh Tiến chúng tôi. Nhưng bây giờ cận kề có những ngày Tết rồi thì bên cơ sở đầu gõ Đình Viễn chúng tôi hẹn anh sang đầu năm lấy này. Cơ sở đầu gõ Đình Viễn chúng tôi quay clip này lên gửi đến anh và quay lên cho tất cả mọi người cùng xem và chiêm ngưỡng sản phẩm bên cơ sở đầu gõ Đình Viễn chúng tôi. Mẫu đục là tứ linh rồng lệch, ở chân là chân đục nghê. Thì giới thiệu qua chiếc bàn thờ này có chiếc dạ tiền là dày 5 phân và chắp kênh bong lên tới hơn 20 phân để đục tay rất là đẹp. Mọi người có thể nhìn thấy nhá. Bên cơ sở đồ gỗ chúng tôi lựa lọc gỗ rất là đều màu và đẹp. Từ những chiếc chân khẳng định với mọi người là gần như là không có ruột. Những con rồng đục rất là kênh bong và đẹp. Đây. Hoàn toàn thủ công một tay 100%, một tay đục tay 100%. Và chiếc khuôn mặt đây được làm dài hơn 5 phân và ván là 2 phân đủ nha mọi người. Để nhìn thấy rất là đẹp. Riêng về phần chiếc dạ ngang này cũng làm 5 phân và đầu phù này cũng chắp lên, nhưng mà do chưa đục xong sáng năm mới lấy nên là chưa chắp vào. Rất là đẹp, chân tiền cũng như chân hậu. Đây, chân tiền như chân hậu khẳng định với mọi người là như vậy. Tổng quan mặt, trước mặt là cực kỳ lắm vân nha mọi người, kỳ lắm vân. Mẫu tứ linh rồng lệch nhá. Thì nhân tiện đây, mọi người sang năm xây nhà mới cần mua sắm bàn thờ gia tiên, bàn thờ Phật thì liên hệ trực tiếp theo số điện thoại là 0964 262 226, gặp trực tiếp em Tình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip của em, trân trọng cảm ơn.